Hình như mình kiểu đăng clip giờ kiểu lỡ cỡ quá. Sao em thấy giọng trầm quá? Tao ơi, anh thích xài tông giọng trầm. Hello. Hello mọi người. Em có lực thích ăn sầu riêng không á? Mình cũng không biết nữa. Kiểu mình chưa ăn sầu riêng mà kiểu nguyên quả bao giờ. Kiểu mình chỉ ăn sầu riêng kiểu như kiểu ăn trong chè các thứ. Chứ chưa ăn nguyên quả và không biết ăn được không luôn. Anh ở nhà một mình à? Anh không. À, nay nhìn đẹp trai. Phải bị crew. Okay, chúc em thi lớp 10 tốt nha. Thi thật tốt nha. Chỗ anh nóng không ạ? Chỗ anh không nóng lắm. Livestream không? Hả? Livestream chung không? Hay à? Nghe mặc đồ ký Ok, mình sẽ dí sát cái mặt mình lại. Kỳ quá. Thấy không? Yo. Cũng như là chung giờ này nhỉ trời. Giờ này người ta chưa về nữa. Thấy không? Stream mà bọn mình mới đăng một clip mới. Người hãy Một vào clip coi đi nha. xàm. Siêu xàm. Người hay vào coi nha, mọi người đừng vì những cái hình ảnh xấu xí ban đầu mà mọi người bỏ qua. Anh có làm răng không vậy? Anh Có, được trần làm răng mọi người. Chứ răng răng người bình thường sao mà để vào được đúng không mọi người? có ngày xưa mấy thằng bạn mình làm cho mình, giờ nó cứ như vậy hả? Ok. Tại sao thề luôn livestream 15 phút chỉ tầm 300 người coi. Chị Phương Dung đâu rồi anh? Chị Ủa, sao anh sao lại biết sao chị Phương sao lại hỏi ạ? Sao lại hỏi anh? Câu hỏi này kỳ quá à. Chị không đi Đà Lạt với chị Dung hả? Không em ơi. Chị Dung đi Đà Lạt mà chị Dung báo gấp quá. Nghĩ sao hôm nay, sáng nay bà bay mà tối hôm qua bà mới nhắn tin bà hỏi em là cho mày ngơi đi Đà Lạt không? Sao em hỏi khi nào chị? Ngày mai. Sao không đi đi? Thôi. Em đi đi mà. Em phải ở nhà cùng người yêu. Người yêu đang giận mình với mọi người. Nó giận bắt đầu. Nên mình phải ở nhà với bạn Không thôi. có mọi người ạ. Và mình vẫn vui vẻ. Vui thiệt không? Vui mà. Trông anh xinh thế. Mình Sao cảm không còn ơn ai anh. khen mình đẹp trai từ khi
Hình xăm trên tay anh có nghĩa gì vậy kìa? Giải thích đi. Không có nghĩa gì hết mọi người ạ. Vô ý nghĩa. Ý nghĩa hình xăm kìa. Thật ra là nó có ý nghĩa đó mọi người. Không có nghĩa gì hết. Đây, nhất là cái hình xăm này để mình giải thích. Để mình... Không, không cần đâu người ạ. Đây là mình giải thích cho. Không có, mình đâu có xăm chổi đâu mọi người. Đây, mình giải thích cho hình xăm. Ước gì chồng chị cũng là chồng em. Trời ơi, em nào mà đáo đẻ. À, Đạt Minh Trần. Đạt Minh Trần, bạn em hả? Em của em, ở cùng quê, ở Vũng Tàu. TikToker đó. TikToker hả? Ừ. Bạn tặng mình con ô tô được không? Chị Trâm Anh về Bắc nữa đi. Ủa? Ai đấy à? Kìa. Nhớ không, nhớ không? Kiểu em mình đi cà phê chung à? Đúng, 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 đúng. Ở Bắc Ninh nhá. Chị Dung đi làm của mình hả chị? Đúng rồi em ơi, chị Dung đi healing. Healing một mình. Mình cũng muốn đi. Mình... Tại là sao? Bạn muốn đi một mình hả? Mình không. Chị Phương Dung với anh đứa anh làm lành chưa chị? Chị cũng không biết nữa em ơi. Tại bởi vì chuyện của chị Dung cũng không có tâm sự nhiều á. Tại dạo này mỗi người đều có cuộc sống riêng nên là tụi chị cũng không tâm sự nhiều. Mọi người cứ đợi sẽ biết à? Bọn mình có biết gì đâu. Bọn mình cũng không biết gì hết. Anh Vinh ao bước nhảy vậy. Mốt 5V còn quay clip cùng nhau nữa không? Ờ... có nha, chắc là có. Chị đẹp có thấy comment của em không? Có nha, bún đậu ơi. Tên của tem. Tóc chị cho anh có nhuộm không ạ? Hồi đợt chị nhuộm màu nâu đen á. Đợt trước thì nhuộm màu sáng hơn nhưng mà thấy màu nó không hợp nữa nên là chị tính nhuộm màu đen. Mà nhuộm màu đen thì người ta bảo là nhuộm màu không nên nhuộm màu đen nên là nhuộm màu nâu đen thôi. Bây giờ nó ra nha ra màu này. Chị có người yêu chưa? Chị chưa em mọi người. Chị Trâm Anh chưa có người yêu. Đây, giải thích hình xăm đi kìa. Có xăm đâu. Có xăm đâu. Xăm kín tay luôn. Mặc cái áo vào. Để mặc áo nhá. Anh Lực đẹp trai quá, ước gì anh thích con trai. Cái gì cơ? Anh Lực đẹp trai quá, ước gì anh thích con trai. Anh thích con trai mà. Anh thích cả trai cả gái. Ok. Giờ này chưa phải giờ cơm mà. Đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Chứ anh quê ở đâu á? Mình quê ở Vũng Tàu. Còn nguyên quán của mình thì ở ngoài Bắc mọi người ạ. Áo khoác mua đâu đẹp kìa. Đây mình giới thiệu cho mọi người. Ủa mình giới thiệu đây có bị thì như có. Có hả? Nói chung là áo khoác đây. Có không? Có cái mạc á nhưng mà đây 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 mọi người ơi. Có nhìn thấy gì không? Áo khoác của Uniqlo nha mọi người. Ở Uniqlo bán mấy cái áo khoác đẹp lắm. Cái áo thun nữa mọi người ạ. Em vẫn còn nhớ visual của anh ở Mân Lang hả? Giờ khác lắm hả? Có đâu. Phải không? Không. Không khác á? Ừ. Mà điều đi. Thời tiết mặc áo khoác có vẻ ấm. Sao đọc xong trả lời người ta? Đã không biết trả lời gì cho nó hài hước. Áo khoác đẹp quá, em thích sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền á? Sợi dây chuyền anh bán nha. Chị cho anh có niềng răng không? Chị có anh... đang vào răng tự nhiên. Không, niềng mình niềng trong suốt đó mọi người. Quay YouTube lại đi chị ơi. Nhìn chị Tây quá. Tây Ninh hả? Quay YouTube lại. Mình lười á mọi người. Cựa. Anh ơi vuốt hoi cẩn thận hói á. Vuốt tóc ít thôi. Đúng không? Bạn đang vuốt á. Tại tóc mình dày rồi. Trời ơi cái nọng này. Nọng đâu? Có nọng đâu. Ừ. Không có. Chỗ anh chị có mưa không ạ? Tạnh rồi em ơi, bây giờ trời đang nắng rất đẹp. Tiếp tóc đẹp chứ chị. Rồi. Đây để đợi lấy ra. Chị dùng dầu dưỡng của Moroccano nha mọi người. Chị đang ở đâu? Đang ở nhà. Gào thét tên em đi. Lụa dây. Đúng không? Sao lại
Son màu gì nữa hả? Để lấy á. Quảng cáo đấy hả? Quảng cáo à? Đây. Chị ở chung hả? Không, bọn mình chơi xíu thôi. Đây chơi, mình chơi. Xài cây romaine màu 23. Thơm đấy. Màu này thơm lắm. Đánh vô là người yêu chỉ muốn hôn thôi. Bong bóng. Thơm. Hôn gái. À, lực vui. Hôn gái. Lực vui. Lực em ở đâu Thái Nguyên? Em ở Tân Long nha. Hôm nào ạ? Chị ở phường Thắng Tam á em. Phường gì? Thắng Tam. Thắng Tam hả? Ừ. Thắng Tam. Tám thăng. Tám thằng. Cái gì cũng... Ê hey, cái bạn này hài nha. Cái bạn này hài dễ sợ luôn á. Hôn cái mà xe cấp cứu tới luôn. Ui. Biết sao mọi người, tại mình ở cái khu này là gần gì? Gần Landmark á. Ở trong Landmark có cái bệnh viện nên là yeah. Chứ là cười bắn hết cần nước dãi. Chị ui, chị có hay dùng len không? Chị không em ơi. Kiểu mắt chị đeo len không có hợp á, nên chị cảm giác mỗi lần đeo len xong nhìn cái mắt nó rất là bị đơ á, nên chị ít dùng len lắm. Anh còn chưa đeo len bao giờ luôn á. Chị ở gần Đờ Sóng không ạ hả? Đờ Sóng là gần trường cấp 3 của chị á. Cũng qua cũng tầm 5 phút thôi. Đờ Sóng là THE. Ừ. Đờ Sóng cái chỗ mà bữa Đờ gần... Sóng chứ đờ là tiếng Anh hả? Ừ, giờ giờ. Thật á? Ừ. Vậy cái Đờ Sóng. Chỗ bữa gửi 25 á, nhiều. Ở hết 25 mình mua đồ đó. Mua đó gì? Thôi mình chụp, à, cái chỗ gần trường. Ừ. Gần trường em à. Ừ, ừ. Bố mẹ có biết xăm lính không? Xinh lắm. Là vậy à? Ừ. Cái gì cơ? Cho em kinh nghiệm chuẩn bị thi tốt nghiệp với ạ. Rồi, thi tốt nghiệp là cảm giác cũng dễ mọi người, mình cảm thấy là dễ. Mình thấy trượt được mới là giỏi ấy. Ừ. Cũng khó để trượt lắm. Nói chung là cứ học. Ui. Sao anh đọc tim không đọc tim? Nói chung là cứ học học như những gì mà trên trường mình học là được mọi người ạ. Mình hỏi cho anh chứ đừng hỏi mình nha. Thi cấp 3 thì sao ạ? Trời ơi, hồi trước thi cấp 3 là chị thi chuyên hóa. Nhưng mà thi cấp 3 thì cũng dễ vào. Ừ. Bây giờ phải trải qua rồi thì mình biết là nó dễ. Nhưng mà mọi người chỉ cần chăm chỉ học bài thôi là sẽ vào được. Anh chị đẹp có cái gì? Anh chị có làm mũi không ạ? Có lực chấn sửa mũi đó mọi người. Mình sửa. Wow. Anh học cấp 3 đâu ạ? Anh học ở Thái Nguyên. Trường gì? Trường Lương Ngọc Quyến. Hình như mình trả lời cũng nhiều rồi. Ừ, mình trả lời cũng nhiều rồi đó. Nhưng mà mọi người làm sao biết được trường đó? Chắc là tầm xíu tắt hả? Ừ. Anh sửa mũi thật ạ? À? Mai thi hả? Mai em thi rồi kìa. Mai em thi rồi á? Mai em thi rồi đâu, thì giờ học bài đi. Anh chúc em, anh chị chúc em thi tốt được không ạ? Chúc em thi tốt nha. Ủa, thì tốt thì gửi cho team thôi nè. Chúc em thi tốt nha. Thì trượt là không cho coi live stream nữa đâu á. Chị Trâm Anh học ngành gì? Chị học Public Relations của trường Đại học Văn Lang. Không ai hỏi mình không chờ anh gì nhỉ? Không tin anh lực sửa mũi đâu ạ. Ok, hợp với người yêu mình hơn. Sao nó nhanh quá rồi, ai có thể tăng lại được không? Tăng lại được không mọi người? Ôi, em nhớ hồi đó thì Miss Teen chị thắng tập make-up ở Hàn. Wow. Đúng rồi mọi người. Ôi. Có tập đó ở người yêu? Có tập đó của chiếu trên YouTube luôn đó người yêu, mà người yêu không để ý thôi. Người yêu không quan tâm. Mình không coi Miss Teen mọi người ạ. Thôi, cái là bạn này. Mình chỉ Miss You thôi. Đã follow từ rất lâu rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn em. À, em học vùng cao Việt Bắc à? Trường đó anh cũng biết, ngày xưa anh hay chơi bóng rổ trong trường đó. Trường kiểu mấy bạn kiểu dân tộc hay học ở đó đúng không? Em có biết anh với CH4 khác nhau chỗ nào?
Không, không. CH4 là metan, còn anh là mem. Khi học sinh giỏi hóa thả thính rồi. Em học giỏi hóa mà. Mình hết rồi, lâu rồi mình không đọc lại, mình quên hết rồi. Thế á? Ừ. Anh học chuyện ngành gì vậy ạ? Anh học ngành đời. Chị chăm em quen chị Á Hậu Phương anh ạ. Đúng rồi em. Hồi đó tụi chị thi Miss áo dài, xong tụi chị có biết nhau nhưng mà lâu lắm rồi cũng không đi chơi, cũng không gặp lại, chỉ là vẫn còn tương tác trên Insta thôi. Bạn ấy có ở Sài Gòn không? Có, chị đó ở Sài Gòn, À chị chị sinh năm đó. 98. Chị đó là hồi đó thi là đạt giải nhất Miss áo dài luôn. Còn em chỉ vào chung kết thôi, top 20. Anh mà là giám khảo thì kết quả đã khác rồi người yêu ạ. Không, hồi đó em ghê lắm người yêu. Hồi đó em Anh cho em rớt luôn từ đầu. Hình em đậu vào lòng anh. Đức ghê Anh trời, like à, mời Đức Anh không? mời Đức Anh Mời Đức đi, Anh đi. mời Đã gửi lại mời. không biết Đức Anh yêu Yêu thì yêu yêu thì à, không biết Đức Anh đang làm gì nhỉ, nhức nhức nách nách. chắc Đức Anh không đồng ý đâu. Vô luôn thật nè. Chào bạn. Quảng cam đâu anh? Mở ca lên anh. Đang mới ngủ dậy. Ôi, Vãi gì mà chưởng, giờ này ngủ mới ngủ nặng dậy dậy 5 giờ trời. chiều ạ. Tại vì Tớ sáng mới ngủ. Trời, ngủ thế sáng mới ngủ hả? đêm anh không ngủ được hả? Đêm anh trằn trọc em ạ. Đêm anh chăn trọng. Anh trằn trọc hả? Thế á? Anh không đi đâu à? Anh không em ạ, anh ở nhà căn phòng bốn bức tường. Nghe buồn hết. Hôm nay Não chị Hiếu nề. đang xem livestream không? Lên Đà Lạt đi anh. Nhưng mà không cho lên. Ủa anh lên mình lên Hữu Linh đúng Đúng rồi không? anh lên, biết đâu ấy, kiểu có những cuộc gặp gỡ tình cờ gặp ví dụ nhau. bây giờ mình lên một mình á, xong rồi mình ví dụ mà mình không không hẹn trước nhưng mà mình lại gặp nhau thì Ê ê, đó cho là anh bây duyên giờ. đó. Bây giờ ví dụ như thế này anh. Ok, Ví dụ anh cứ là nói anh ạ. em cho anh cái địa chỉ ấy, xong rồi anh giả vờ tình cờ anh lướt qua hiểu không? Tức là vô tình nhưng sắp đặt đúng không? xong Anh rồi lướt qua lướt lại. Anh đang ở đây à? Ủa nhưng mà em tưởng là trên trên IG có up mà. Nhưng mà anh có thấy đâu. Follow lại rồi Thế mà. à? Ừ. Đúng không? Tôi đùa thôi chứ bình thường rồi. Bình thường rồi á. Ghê Bình thường trời. rồi. Thế đi Đà Lạt đi anh. Thôi Du cho Linh tự tự đi chơi một mình cho nó thoải mái một thời gian xong rồi. Xong rồi về cho nó vui vẻ cho nó cười Cho đùa. vui vẻ thôi, nặng nề dữ trời. Hôm 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 trước gửi cho anh một clip Phật. Em chị gửi Dung gửi cho gửi anh cái cho gì mà bạn hãy để cho người đó đi đâu đó một thời gian đi để khi quay lại người đó sẽ vui vẻ hơn, cười tươi nhiều hơn. Xong rồi trưởng. ê nhưng mà em thấy cái đó đúng không, anh có thấy đúng không? thả một Anh đi tin nhắn anh ơi em đi Đà Lạt mấy ngày nhé, xong rồi gửi clip Phật sang ạ. clip Phật Trời không biết chị Dung gửi trong group chị em á, là kêu là sau khi gặp chuyện buồn xong rồi gửi một list là cái video đã tìm là toàn phật 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 Thế á? Trời dữ vậy toàn kiểu ngồi nói kiểu mấy cái mà bữa Vicaria gì á. hả? Ê Đúng rồi, nãy 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 mới gọi anh chứ. Nhỉ hả? Em nhớ Không. Xong rồi nãy gọi anh xong rồi bảo là gì? Anh ơi view đẹp không? Xong rồi quay sang sang cái cửa sổ đều cái cửa sổ toàn cỏ dại với cả ấy ạ. Toàn Ê, kiểu chỗ đó như em chỉ Dung á. kiểu như Chỗ đó là đẹp anh mà, chỗ đó đẹp mà. nhưng mà cái phòng của Dung á là quay sang là kiểu như nó tịt luôn á, là chỉ thấy một cái đống rơm với cả ấy thôi, không có một view gì luôn. Nhưng mà View rừng núi đó.
không có view rừng núi luôn, chỉ có một cái kiểu như là một cái rào ấy, không có nhìn ra được đồi, không có nhìn ra được cái gì luôn á. Ủa vậy hả? Ủa sao Nhưng sao nhìn trên clip là thấy rừng núi quá trời mà. chắc là ra ngoài quay á, chứ ở trong phòng nhìn ra không thấy gì luôn. Nhưng mà hỏi anh đẹp không, anh vẫn phải bảo ừ nên thơ em nhờ. Nên thơ em thì Ừ. chứ tầm mày mà bảo không đẹp ấy thì thôi không về luôn đấy. Vãi, khổ, số nó thế. Đời mà. Thôi vậy là mừng rồi. Ừ, mừng quá trời. Xong rồi Mình có mừng dữ chưa, mừng dữ hôm chưa qua, mà bây giờ mới ngủ dậy. hôm qua trước khi đi Đà Lạt á, trước khi Dung đi Đà Lạt á, xong rồi anh bảo là Mình thế thật. anh về nhà một chút nha, anh về nhà một chút, xong rồi anh soạn đồ cho em, xong rồi anh đi anh gặp em một chút đây. Ừ anh về đi, xong rồi anh chạy về, xong rồi anh chạy về, xong rồi anh vui á, anh tung tăng á, xong rồi Dung bảo ủa sao anh tung tăng thế. Thế á? Em tưởng anh phải Anh buồn lắm hả? kiểu phải phải tâm trạng ủ rũ ôm em đồ các thứ, sao anh vui vẻ tung tăng thế. Xong rồi anh bảo ủa gặp em anh vui. Xong rồi kiểu xong rồi nói thế, xong rồi anh cũng phải giả bộ anh buồn buồn một xíu. Thôi bình thường là Ờ. ok Tưởng đâu hôm hôm qua là về nhà dọn đồ đi chứ. rồi. Tình yêu định mệnh của đời anh các thứ. Anh buồn lắm. Anh buồn lắm Anh buồn hả? lắm. Nhắn anh cái gì tình yêu định Được mệnh rồi, của đời nói anh. được rồi. Ủa á, nhắn nhắn tin anh là vậy á. Trời ơi, sao anh không kể với em? Anh quên. xong rồi chưa xong rồi kiểu anh nhắn tin cho Lực, anh bảo Lực ơi anh buồn quá, xong rồi Lực anh ơi em buồn quá. Ê, không hiểu sao luôn Được á, rồi, được kiểu rồi, anh ơi, được kiểu kiểu cái đó rồi. là cái tâm linh á, chị tâm linh, không hiểu sao chị Dung mà gặp chuyện gì là em cũng phải kiểu tương tự Thế á. Má 4 giờ sáng anh em sắp chết. 4 giờ sáng. Anh ơi, anh ngủ chưa? Xong rồi, anh chưa, anh đang sắp chết đây. Lực cũng, anh ơi, em đang sắp chết đây. Thiệt luôn hả? Không không phải thật đâu. Thiệt Không xong rồi kiểu gì ta, hai anh em bảo anh ơi mai anh có làm gì không, anh em mình ngồi đi. Ừ ngồi đi anh sắp chết rồi. ra là vậy à, mình không biết luôn á. Buồn Được cười. rồi. Anh đứa Anh anh đứng hài anh vãi, nhìn nhưng mà bây giờ không phải lúc hài, anh bây giờ không phải lúc hài em ạ. Anh đang rất là buồn luôn á. Hay thôi buồn gì nữa, quá. vậy là đều vui rồi, Đỡ hoan hỉ buồn hoan rồi. hỉ. Xong rồi chứ. À, anh kể với Dung là Lực cũng đang buồn lắm em ạ. Xong xong rồi biết Dung nói gì không? Anh gửi gửi clip Phật sang cho Lực. Ê, hẳn nào em thắc mắc là cái chuyện đó em chưa kể với ai, em mới hỏi đứa anh thôi. Xong rồi Hỏi tự đi. dưng em hỏi, em nói chuyện với đứa anh thôi, em nói chuyện với đứa anh để tâm sự thôi. Em biết Xong tại chị Dung sao hôm qua, không? từ Em từ biết để tại sao em không? nói. Xong chị Dung hôm qua chị Dung rủ em đi Đà Lạt, em bảo là thôi em chắc em không đi được rồi. Bà là ừ thế thôi, bà ở nhà bà cũng đừng buồn nhiều nhé. Mà ủa sao bà biết mình buồn ta, bà biết chuyện gì của Nghe hôm mình? trước chị Dung rủ em sang nhậu. Thế em chỉ nói với chị ấy là tụi em đang có chuyện thôi. Ờ, Nhưng chứ mà không có em biết nói tại là người sao đó. không? Anh phải xin lỗi em. Tại vì Cái gì đây anh tại tại ơi? tại tại à không phải, anh xin lỗi Trâm Anh chứ không phải Lực. Anh xin lỗi Ok Trâm rồi. Anh Anh nói tiếp đi. là anh phải bán em để anh mua câu chuyện với Dung, em hiểu không? Anh phải kiếm ra một cái cớ gì đấy để anh nhắn tin cho Dung, em hiểu không? Thiệt đó Sao anh bảo em biết gì chưa, Trâm Anh với Lực đang giận nhau đấy. Xong rồi kiểu trời. Vai trưởng thôi anh ơi. Dung Dung kiểu thế hả? Thế hả? Sao? Sao? Vậy Hề luôn á, Lương Thế là Anh hay á, thôi anh báo em cứ quá. coi như là em vì hạnh phúc của anh ấy, anh bán em Thôi một xíu cũng đâu sao đâu. không sao cả. Coi xong Đúng cái không? về thì Dung dỗi tiếp. Không 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 không, hòa rồi, hòa rồi mọi người, hòa Hòa rồi. rồi hả? hòa rồi.
Nhưng mà Dung không cho đăng bất cứ một cái gì nữa đâu. Dung bảo là mọi sợ mọi người bảo drama, sợ mọi người bảo làm drama đồ này kia. Cho nên là không cho đăng clip nữa. Mọi người hiểu Thì nhầm ý á. chỉ im lặng thôi. Ừ, thôi kệ, không sao. Bớt Về sinh. là được rồi, về là được rồi. Nhưng mà vẫn đang ở trên Đà Lạt nhá. Thế chắc là khi nào biết biết ngày chị về chưa? Chưa thấy báo gì. Thế hôm qua đặt vé đi mà chưa thấy đặt vé. Có khi nào ở trên đấy một tháng không? Không, chắc khi nào có việc thì về. Vãi điên Việc à? thì về. Không cho Không. đăng cả cái TikTok biết rồi. Ý là không cho đăng mấy cái clip sau á. Hậu tạ chị chấm em và anh Lực nhé, anh Đức Anh. Xong rồi xong rồi buồn cười lắm. Nói chung là có những cái không tiện kể trên này, nhưng mà tí nữa anh sẽ kể cho Lực. Ok anh Em với. không Ủa tí nữa anh gặp Đức Anh à? anh không ý là tôi có thể, bọn tôi có thể kể qua điện thoại mà, kể xong bọn tôi xóa tin nhắn. Không, Ừ anh xóa làm gì đâu, em đâu có được đọc tin nhắn của Lực đâu anh. có Điện thoại mà, của Lực em còn không được cầm nữa. có vẫn hay đọc mà. Em có đọc đâu. Nếu em về đi, Em thề. nếu mà em lén đọc tin nhắn của Lực thì em sẽ không kiếm được một đồng tiền nào từ nay về sau nữa, em thề Đó là trong khoảng thời gian đó đi. là trong khoảng thời gian nào nữa, trong khoảng Lực thời gian ơi, nào nữa. anh vừa khui cho em được một cái đấy. Không, đó là trong khoảng thời gian nào Ôi, nữa như em không có chứ, gì. chứ mới đây thì không có đọc cái gì hết. Thế hả? Cười hơi gượng em nhá. Hôm nay nước anh để vô live stream là mình Đỡ. ấy à, nhiều chuyện bí mật của mình không muốn nói rồi, anh cứ Thôi không biết ra. nói chung là hoan hỉ có như thế mà vẫn hai đứa vẫn ngồi được ở đây là không có gì, đúng không? Là rất là Ê, em cũng mong vậy anh. ok. Em tại sao em lại mong, em thấp thỏm mà. Em thấp thỏm. Đấy em mặt Lực biến sắc ở nhà tôi. Qua 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 Được. vấn đề, qua vấn đề, qua vấn đề đi. Em đang đọc comment, em đang đọc comment. Ok. Để tí em Lục chứng minh nhau. Đấy, mặt Lực hơi căng rồi nha. Cái đấy hơi căng rồi đó. Ngó ngó ngó. Em Ở thấy thế hơi giờ anh đang ở đâu ấy? Anh về chưa? bây giờ anh vẫn đang ở Tân Bình em ạ. Ủa sao không về bên kia? Tại vì nhà bên kia nó bị rộng quá, nó bị cô đơn em, nó bị trống trải. Cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Bao giờ Thế anh mới về lại bên đó? bao giờ anh mới về lại? Bao giờ Dung về thì anh về. Ôi, vui rồi, vui rồi, vui rồi. Vui rồi. Sao lại thế nhở? Sao lại thế là sao? Là sao ba? Sao lại trùng hợp như thế nhỉ? Không sao đâu em ạ. Nó thì bây giờ hòa thì hòa chung nè. Hòa thì hòa chung. Ê, Hòa chung bữa nào á, em. anh nghĩ là bốn đứa mình nên đi chơi với nhau, xong rồi mở nhạc Phật. Xong rồi nhạc Phật Được 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 thiền. được. Kiểu như Hợp lý là hợp lý. Đi cắm trại. Ê anh đi kia của anh branding á. Đi không? em có biết là Dài hạn đi. Đi dài em có biết hạn là cái lúc mà Dung Dung giận anh á, xong cái Dung kiểu như là Dung gửi một list nhạc Phật sang cho anh, xong rồi Dung bảo là anh có nghe chung với em không, đi. xong Chẳng rồi nghe được mà không. lúc đấy anh lại chả lẽ anh lại bảo không thì thôi thì thôi anh đi 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 đi, đi luôn đi đấy, thì nó mới là điên. Thì anh phải kiểu như là anh mở anh nghe chung. Mặc dù anh cũng không cần lắm. Nhưng mà kiểu như là nó cũng ấy thật nha, Thì nó đúng nó mà. cũng thanh tịnh lại cái tâm hồn mình thật nha. Kiểu như là nó cũng cũng Thế em mặc thôi. Ê, vậy vậy thì để em xin chị Dung mấy cái em gửi cho anh tí nghe anh gửi nhé. cho Dung, gửi cho anh gửi mấy cái lận, anh nghe chưa hết luôn á. Anh chơi hết luôn Ok, à. nhưng mà biết gì không, anh nghe Tiên Linh bảo là Dung mấy hôm ở bên nhà xù á, Dung mở nhạc Phật
Dung nghe Dung thiền dữ lắm, nhất là nó thiền dữ chưa? Sẵn kiểu có như thiền là thiền đâu? xem chị Dung có coi không? Không, cái chị Dung đang chill rồi. Chị Dung chill à? Nhưng mà 5 Thế phút sau Dung ngủ mẹ mất. thiền mà lên bia dữ á. hướng tới Nói cái chung gì? là mọi người nên nha, mọi người nên nghe nhạc Phật đồ các thứ để tí nữa mình share story cho mọi người nghe chung. Ok, tịnh Nói tâm chung là tịnh cái gì tâm. mà hãy tha thứ cho người đó đi. Biết đâu sau cái sự việc đó người ta sẽ cảm thấy thay đổi, người ta sẽ cảm thấy mình vỗ tay một chút. Nhưng mà đúng nha. Cái gì vậy? Người ta sẽ cảm thấy Anh ơi, anh trân phải trọng gửi liền mình cho hơn. em đi. Anh phải gửi liền cho em coi. Để em Xong rồi cái gì cho mà người yêu em coi. cái gì ấy, nhưng mà cũng đúng lắm ấy. Đúng Đúng ấy, anh thấy cũng đúng ấy. Em, cái giọng của ông ấy y chang luôn nha. Tha thứ cho người ta đi. Xong rồi cái gì, nhưng mà anh nghe mà anh kiểu như là anh cảm thấy là kiểu anh muốn hướng Phật luôn á. Thật luôn hả? Được, anh cứ gửi qua nhé. Nói chung là cái gì đấy. Ôi, chị Dung đang coi live mà anh ơi, Thế kiểu à, nhưng mời chị mà Dung nhá. nói chung là mời đi. Sao giọng anh, sao giọng anh lại chuyển qua một cái đổi tông giọng khác rồi anh là đổi giọng đó. này? Sao nghe anh buồn quá phải tí nữa anh. anh phải nói chung là anh phải buồn. Anh đang nghe nhạc Phật đúng không? Anh đang nghe nhạc Phật. Đang nghe nhạc Phật. Chắc chị Dung không đồng ý rồi. Lần sau đừng đăng clip cả mạng TikTok anh đang clip xong rồi Dung bảo là anh đang cái gì đấy xong rồi anh lần nữa anh chạy lên anh xóa chứ còn gì nữa. nhưng mà lúc đấy á, tâm trạng anh đang rối bời Em rối bời thì anh gửi cho chị Dung thôi là được rồi, cần gì phải đăng lên. em bị điên à, lúc đấy anh cứ nghĩ là anh kiểu như là anh tình cảm, anh ngầu, anh kiểu đầu này đầu kia, anh cảm thấy là anh làm cái clip đấy xong rồi kiểu ôi Dung xem Dung sẽ cảm động lắm xong rồi kiểu này kia nhưng mà lúc sau một lúc sau anh đang 2 tiếng xong anh xem lại ui mình đang làm cái gì ấy nhỉ. Cảm Cảm lạnh luôn á. em cũng Rồi không biết, lúc em xem được em không biết phải comment gì. rồi kiểu anh cảm thấy ủi vãi Không, lúc lúc coi lần đầu tiên ấy, thì thấy cũng cảm động thiệt, nhưng mà mấy lúc coi lại ấy, thì thấy cảm lạnh nha. Yeah. Nói chung là mọi người thôi, mọi người đừng có mọi người đừng quên cái clip ấy đi, kiểu nó ghê á. Vãi, em còn tải về luôn á anh, em vẫn còn trong Vãi, anh máy này. xin em mấy lực, anh xin em ấy. Tải về để cho em coi. Với em tải về, em sợ anh xóa mất. Anh xóa rồi. Nhưng em tải rồi. Nhưng mà em đừng tải. Em Thì đã tải từ tải lúc mà anh rồi. đăng rồi. Vãi. Em tải hôm ấy đăng được 6 phút trước. Em lưu rồi kìa mọi người. Mọi người lưu nhiều lắm. Mọi người ơi, anh xin mọi người ấy, mọi người đừng. À, em có thể ghép cái kiểu nhạc Phật vào Tha thứ cho người đó đi. Đúng 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 đúng, tí nữa anh Ok. sẽ thử ghép nhạc Phật vào đấy. Để vai trưởng Chắc mời chị chắc Dung đi á, mình mời mời rồi nhưng mà chị rồi. Dung không like mọi người ơi, chắc chị Dung đang healing, đang chill. Dung không muốn chung một khung hình với anh. Bây giờ chắc là một thời gian là sẽ từ 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 đúng không anh? Ê, cái cảm giác mà đoạn đi đổ rác á, cái đoạn anh đi đổ rác á, hãy tha thứ cho người đó đi. Không Rồi kiểu cái đoạn dọn nhà đồ đấy kia, không hãy để người ta đi đâu đó một thời gian đi. Sau rồi em mọi vào đây, người vào sẽ vai trở đây nên em vui vẻ hơn, người ta sẽ tích cực ạ. hơn. Bây giờ là 9:30 sáng. Đúng đúng đúng, thề Thời sáng chín giờ ba luôn, mươi em chỉ trong đầu em chỉ có cả bây giờ là 9:30 sáng, Để cả đêm qua anh anh chưa không ngủ ngủ được. được. Cái gì anh vẫn không quên ăn cơm Đâu ơi. đâu, trước khi em đi, Em em đã nấu nấu cho cho anh anh một một bát bát canh. canh. Bây giờ bát canh Đúng đó hỏng rồi. rồi. Ơi.
Xong rồi bọn em sẽ lấy cái sao đó bọn em quay Ê, quay quay cái TikTok. TikTok của bao nhiêu TikTok của bao nhiêu người xa của anh Đức Anh hợp ấy. Viral ấy. Anh xin em ấy, anh xin em ấy, Lục, anh xin em ấy, lắc em ấy. Ê, sáng nay Dung á, Dung Dung nhắn anh bảo là anh ơi, clip đấy mọi người thuộc hết rồi. Anh kiểu và anh Ê, cái là cũng tạo cũng viral đấy chứ, cũng tạo 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 trend. em ơi, Đức Anh Phương Dung chia tay lên top tìm kiếm luôn mà, mặc dù chưa chưa anh với Dung chưa từng nói chia tay luôn. Chưa có xác nhận là chia tay mà đã lên top tìm kiếm, Xong tại rồi cái clip mà em vô em coi cũng là tìm kiếm mà Đức Anh Phương Dung chia tay. anh mở anh mở cái mấy cái tìm kiếm liên quan á, cái gì tại sao Phương Dung bỏ đi, tại sao Đức Anh Phương Dung giận nhau, tại sao Đức Anh Phương Dung chia tay, Đức Anh Phương Dung chia tay khi nào, trời ơi nó trầm cảm luôn á, Thiệt là ngập tràn TikTok. Buồn, nói Nhưng chung là bây giờ buồn, ổn rồi là ok rồi. vui vẻ rồi Chiêu chiêu thôi, đúng không? đúng. Chiêu chiêu thôi, nói được một dịp nào đấy xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lên núi quản lý của anh với quản lý của Dung á. Run 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 đó, Thủ hữu Thành hữu run thành bất trần, Thủ Thành hữu hỏi thành. Xong rồi cái quản lý của anh cũng thế, hai đứa mày sao đấy, hai đứa mày như nào đấy. giờ tôi chỉ muốn bình yên, Đức Anh không đăng gì tôi mừng lắm. Giờ tôi chỉ muốn nói chung là đấy, mình cũng nói mọi người ở đó, nói chung là không không đăng được cái gì nữa đâu mọi người ơi, Dung không cho đăng đâu. Chắc chị Dung đang nghe nhạc Phật coi live. Dung đang nghe nhạc Phật coi live. Đáng anh nhẽ những cái lúc vui vẻ tích cực như này là tôi phải live stream mới đúng. đúng rồi Tôi không nên live stream vào đêm ngày mùng. anh Đức Anh đăng là em xử anh trước đó. Thiệu Thành. Tôi không nên live stream vào đêm ngày 29. Ủa, 29 là sao? Đêm ngày 29 anh live em ạ. Xong rồi 1 sao? giờ 30 phút sáng anh live stream đêm ngày 29. Xong rồi kiểu là lúc đấy tâm trạng nó bị tiêu cực á. Xong rồi cứ live lên, chả hiểu live làm gì, khủng ghê á. Kiểu lúc lúc đấy nó bị sao á. Xong rồi live xong rồi anh combat với 6.000 người luôn mà. Tôi có giận thiệt mọi người ơi, nhưng đang nghiêm trọng thành Ủa là sao? Là đã bình thường chưa? bình thường không mà. Em Không hỏi thế nó mới không bình thường ấy. phải, tại nãy em đọc comment của chị Nhung em không hiểu. Đang đang bị mất. Không, hình như là hôm đấy anh giải thích sao xong mọi người hiểu lầm cái ý của anh sao á. À, xong thành tấu hài. Không à, cái Không hôm mà mà đêm hôm nào đó đêm đó cái không phải, đêm đó có nhiều comment tiêu cực em hiểu không? Xong rồi À, kiểu cái tâm trạng của anh nó đang tiêu cực nữa. Hữu Thành chỉ không quan tâm đến gì hết, chỉ quan tâm đến chóp thôi. Nhưng mà em ơi, cái đó mình về inbox sao em ơi. Đức Anh sai, yêu thương nhau cả năm không ai biết, giận nhau 2 lần ai cũng hay. Mọi người ơi, mình với Dung yêu nhau gần 1 năm nay, giận nhau đúng 2 lần, su cà na 2 lần ai cũng biết, Ai cũng biết. ai cũng biết. tức ghê á. Ủa sao lần trước biết được, Lần trước lần là trước lần anh nào cũng ta? phải nhớ tại sao biết nữa luôn á. Lần trước giận nhau là như nào ta? Nhưng mà yêu nhau gần 1 năm giận nhau 2 lần là ít lắm luôn á. Tôi cảm thấy là tụi tôi yêu nhau rất là yên bình rồi đó. Chứ tụi mình cần. Tụi em chưa giận nhau bao giờ anh ạ. Thế hả? Em có nói em có ngượng mồm không em? Không bị mồm không anh? Lần trước anh cũng livestream Thiệt luôn là lần trước anh livestream à, cái gì livestream gì? Chị Dung bảo là lần trước Lần cãi trước nhau xong anh cãi cũng nhau xong anh livestream. cũng livestream nên là mọi người Thế biết. hả? Ê Thôi, lần sau mà có giận thì đừng có livestream nữa nha. thế lần sau giận thì tôi sẽ đi đâu đó một thời gian xong rồi tôi mở nhạc Phật tôi nghe, Đúng 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 đúng. tôi sẽ lên Đà Lạt xong rồi tôi sẽ mở hãy tha thứ cho người đó đi.
Mang cái tông giọng đúng luôn. Hãy bao dung Chị đi. Trâm Anh ơi, Hãy ơi, bao dung sao đi. thế Duyên? Đang giận, đã giận mà còn hay lại. Đã dẫn con này lại. Lần trước ông Đức Anh like không đọc comment về bà Dung nên mọi người biết là giận nhau. À, À, thế là mọi sao người tinh quá. Cái gì? không, em đang rep comment của bạn thôi. À, ông dép to lên. Thôi, để cho mọi người nói chuyện. Tịnh tâm, ừ đúng rồi, nói chung là bây giờ anh sẽ học tịnh tâm, anh sẽ nghe nhạc Phật nhiều, anh để cho tâm hồn anh thanh thản đi, anh bớt cọc lại, anh bớt tiêu cực lại. Thế Anh bớt à, xô xô lại. anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì hết, anh nhớ Dung á, anh ăn gì đâu. Thế á. Ừ. Sao sao mình cười? Sao cái gì mà mờ ám đó? Mà ám gì đâu, cái gì ấy, chúc anh sống trong ánh hào quang của mười 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 phương mười chương chư mười Phật. phương như à. Cái bạn này chắc là cũng hay lướt Phật lắm nè. Anh không hài, anh đang cố tình như thế thôi, mọi người không hiểu gì hết, dằm trong tim, Trong mọi tim người hiểu không? wow. Lại 5 phút nữa tắt. Đặt gì ăn đây? Được, anh nhớ Dung chị. Cả nhà canh chị Dung nấu lắm. Canh bí đỏ À, nha, cái bí đỏ. ê, bí đỏ nhưng thịt mà băm anh lại kể cho mọi người hôm đấy nha. Hôm đấy ở lại trước khi kể Dung đi sinh nhật á, là Dung nấu canh bí đỏ. Xong rồi đến mãi hôm sau anh ngủ dậy, xong rồi anh cứ băn khoăn là mẹ bây giờ có nên ăn không ta? Rồi kiểu 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 đang giận á, xong rồi kiểu nhưng mà không ăn thì giờ phải ăn cơm tiệm, là không được ăn đồ Dung nấu nữa. Rồi kiểu anh cứ phân vân là không biết có nên ăn không, nhưng mà ăn thì sợ đau bụng. Ê, hai đứa này Thế cũng anh ác có ăn thật. không? Anh có ăn thử một miếng, Anh có ăn không? Anh có ăn không? anh có đun lại anh ăn thử một Anh ăn miếng, thử nhưng mà anh cảm thấy nó không ngon lắm. Em tụi mình đơn anh nghe ông kể cho tưởng tụi mình lát không nhiều. Bọn em đang chăm chú nghe câu chuyện của anh. Thật Nhưng mà lúc đấy anh phải ăn xong anh đau bụng anh đi viện thì mọi chuyện nó giải quyết dễ dàng hơn, anh hiểu nhưng không? mà làm sao mà Chắc là đi không viện ăn được. đâu, nghĩ gì mà ăn. Nghĩ sao nữa mà ăn được Xong anh trời. kiểu bây giờ là 9 giờ sáng mình đang ở bệnh Bệnh viện tối hôm qua tôi nấu xong canh, nhưng mà để lâu quá mình mới ăn. nhưng mà vì đây là canh Dung nấu nên mình vẫn ăn. Ê, cái đấy Người là em không có thể nha. dùng từ lúc này thì anh đang ở nằm ở phòng bao nhiêu bao nhiêu. Cái đấy là không Nhưng mà nha, anh cái đấy không là điên đấy. sao đâu. Ê, có người hỏi anh là em nấu ăn ngon không kìa. Em hả? Tức 10 điểm. ghê á, có người lại comment còn Mười tay điểm kìa. cũng như Vua đầu bếp. đâu Ghê á. cái này hợp em à? Ở thế đâu ấy? thôi. Không, cái đó hợp với anh, mọi người phải tặng anh. Thôi anh live stream đi, khi nào tụi em vô. Vừa Thôi làm tôi không gái đâu. hòa chê canh bả nấu cho hơn 4.000 người xem. Dung Chê Dung đâu. Dung bảo là anh không được livestream, không được đăng cái gì hết. Anh Nên không là được live anh stream like anh like ké em đây này, em nữa không, em còn không hiểu à? à. Hỏi sao, vào kế mà nói nhiều đấy không Nói chung là cái nét của tôi thì tôi cũng thích, nó tôi thích cũng thích like, tôi nói chuyện với mọi người, nhưng mà bây giờ tôi bị cấm vận rồi, không có được à. like nữa. Thôi từ từ để thoải mái đã rồi bắt đầu. Like sau. Thì đó, tôi không được Thì đăng đó. clip, không được like, tôi không được làm gì hết. Ê, khi nào live stream gọi nhá, vào like ké. Nhắn trước, để Trước tôi chuẩn à? bị đúng Nhắn trước không? vào like ké. Ok. Ok, nhưng mà lần sau like bật hình lên anh nhá. Ừ nhá em nhá. Ừ, cái nét hay Thôi. like mà không được like. Nhưng Thôi. mà thôi. Thôi. 2 phút nữa tắt. Thôi 2 phút tôi đi nữa xuống đi. đây. Bye bye. Thôi.
Bye bye anh, gọi Bye hay bọn em cũng tắt luôn đây. anh. Bye mọi Bye bye mọi người. người. Hẹn gặp mọi người trong Bye các tập bye mọi người. sau. Bye 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 bye. Bye bye anh Đức Anh nhá. Bye bye. Tắt luôn rồi. Bye bye mọi người. À mọi người nhớ bỏ like clip nhá. Bye bye.